Nó đang ăn cái gì vậy? Đồ bỏ mà. Đau á. Trời, đồ người ta bỏ mà sao chú ăn? Mà mất bị đau ăn không được. Trời ơi, cái gì vậy trời? À, chú đang ngậm ve chai hả? Bà cạc hả? Thôi đừng có ăn chú, nó dơ rồi bỏ đi chú. Nó bơ. Hình như là hôm bữa con gặp chú bên kia đúng không? Nhà ngay cái chùa đúng không? Dạ. Chùa trong trong mà. À. Làm sao giờ này chú ra ngoài đường nữa? Không được chú, không được. Mà không được chú ơi, giờ giãn cách xã hội con thông cảm chú một hai lần thôi chứ, nhưng mà lần này chú ra ngoài đường con phát hiện nữa thì chắc chắn con phải phạt chú rồi. Mày nhà gần đây cũng không được ra ngoài đường vậy chứ, nghiêm chú ơi. Nói chung mày hôm bữa là con gặp chú rồi, con có cho tiền chú ăn cơm này kia, nhưng mà không thể nào mà chú ra ngoài đường liên tục như vậy được, nó sẽ ảnh hưởng tới xã hội. Và con nói cái kia dơ là chú bỏ đi, chú đừng có ăn nữa. Thôi bây giờ con phạt chú nha, chứ chú không có được ra đường giờ đây nữa. Chú biết bị phạt bao nhiêu tiền không? Từ một cho tới 3 triệu á. À, chú đi mấy giờ chú mới về? Đó chú định gửi cái chị ra buồn qua chơi lên. Con có thông cảm nhưng mà chú làm gì hoài không được, tại vì nói chung là tình hình chung của xã hội thôi. Dạ. Thôi giờ có hai hình phạt chú chọn nha. Một là chú bị phạt, chú sẽ bị phạt theo kiểu là con sẽ cho chú 100 ngàn. Hai là con sẽ tặng chú 100 ngàn. Chú chọn cái nào? Thì đương nhiên phải thích kia 100 ngàn rồi, ai mà phải phạt. Rồi.